Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. One Piece luôn xứng đáng là một trong những bộ anime manga hay nhất. Thế nhưng dòng thời gian của One Piece khá là dài và khá là rắc rối. Vậy nên trong video ngày hôm nay, để giúp các cậu hiểu thêm về dòng thời gian của One Piece, tôi sẽ nói về các sự kiện tiêu biểu qua những năm, từ khởi đầu cho đến sự kiện Luffy ra khơi. Trước khi bắt đầu, thì tôi muốn nhờ vào các cậu góp ý những lỗi phát âm tiếng Nhật chưa chính xác để tôi có thể cải thiện hơn trong những video lần tới nhé. Và giờ, chúng ta cùng bắt đầu với video này thôi. Let's go! Ít nhất là khoảng 1.000 năm trước, một vương quốc không tên đã được sáng lập. Vương quốc này đã có thể phát triển những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất thời bấy giờ. Chính vì vậy, họ duy trì được thời đại Hoàng Kim trong một khoảng thời gian rất lâu và là mối đe dọa của các vương quốc khác trên thế giới. Năm 600 cho đến 700, vương quốc không tên ngày nào đó đã trở nên lớn mạnh hơn và bắt đầu cuộc bành trướng của mình ra toàn thế giới. Cũng trong khoảng thời gian này, họ phát hiện ra ba loại vũ khí mạnh nhất, đó là Pluton, Poseidon và Uranus. Bao loại vũ khí này cho đến hiện tại, Oda mới chỉ bật mí cho chúng ta một chút sức mạnh của chúng, nhưng chúng vẫn luôn được tôn vinh và biết đến là những vũ khí cổ đại. Vì lo sợ trước sự bành trướng của vương quốc không tên, 20 quốc gia đã quyết định liên minh lại để lật đổ vương quốc này. 3 đánh 1 không chột cũng què, vương quốc không tên dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã bị lật đổ và biến mất khỏi bản đồ. Tuy nhiên, vương quốc này đã để lại những di chứng lịch sử không thể bị phá bỏ. Chúng còn được biết đến với cái tên là Poneglyph. Năm 700 cho đến 800, 20 nước liên kết lập ra chính phủ thế giới để lấp vào chỗ trống của vương quốc không tên. Người đứng đầu của các nước đó chuyển nơi chiếm đóng của mình về đỉnh của Red Line. Nơi đây được sáng tạo bởi Mary Kyoze. Nhóm người tại nơi đây đã tự xưng mình với cái tên là Thiên Long Nhân. Chúng được cho là tầng lớp đứng đầu trên cả chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân có sở thích bắt những thú vui vật lạ về để làm nô lệ. Bất cứ ai dám đối đầu với chúng đều phải nhận cái chết. Ngay cả chính phủ cũng không thể can thiệp. Một nhóm người từ 20 nước đồng minh đã được chọn lên nắm quyền chính phủ thế giới. Họ điều hành với sự thông minh và mạnh mẽ của mình. Để che giấu cho việc trong quá khứ từng lật đổ vương quốc không tên, họ đã xóa tất cả mọi sử sách về vương quốc này và lợi dụng những phát minh tiên tiến của vương quốc không tên để củng cố vị thế của chính phủ. Về sau, các học giả đã tìm hiểu về bản đồ từ thời xa xưa và gọi khoảng thời gian mà bị chính phủ xóa bỏ là thế kỷ trống, hay còn gọi là Kuhakuno Hyakunen. Năm 1120, Mont Blanc Nolan rời khỏi vương quốc Linil để khám phá thế giới. 2 năm sau chuyến hành trình của mình, ông đã tìm ra một hòn đảo có tên là Jaya và kết bạn với một thổ dân tại vùng đó. Và thật bất ngờ, thành phố Chandurian tại đảo Jaya, tất cả đều được làm bằng vàng. Sau khi dành vài tháng tại Jaya, Mont Blanc trở về và công bố với vương quốc Linil về thành quả của mình. Tuy nhiên, không ai tin lời ông, họ thậm chí còn nhạo báng ông là kẻ nói dối. Năm 1126, Chandurian, thành phố vàng tại đảo Jaya, đột nhiên bị bắn lên trời bởi knockout steam cực mạnh và mắc kẹt luôn trên trời. Thành phố này trực thuộc Skypiea và đổi tên thành Apa Yado. Một năm sau đó là năm 1127, Mont Blanc cuối cùng cũng đã thuyết phục được mọi người tin vào lời ông ta nói. Vương quốc đã cử 2 toán lính cùng với Mont Blanc tới hòn đảo đó, nhưng tiếc thay, khi tới nơi, Chandurian đã bị bắn lên trời. Mont Blanc đã trở thành kẻ phạm tội do lừa đảo. Năm 1128, Mont Blanc đã bị xử tử vì bị cho là kẻ lừa đảo đối với vương quốc. Từ đó, câu chuyện về gã chuyên nói dối về đảo vàng đã được mọi người truyền tai nhau hết năm này qua năm khác và trở thành một vết nhơ đối với cả dòng họ ông. Năm 1422, 2 gã khổng lồ có tên là Dory và Broggy với mức truy nã là 100 triệu berry đã cập bến đảo Little Garden và bắt đầu cuộc solo của mình trên hòn đảo này. Năm 1472, một chú cá voi nhỏ có tên là Laboon đã bị bỏ lại trước lối vào của Grand Line và ở đó chờ đợi cho đến khi nhóm cướp biển của mình quay về đón cậu. Nhóm cướp biển này cũng chính là băng cũ mà Brook đã từng làm thành viên. Năm 1474, nhóm cướp biển không tên của Brook bị tấn công sau khi đến Grand Line. Cả đoàn cướp biển đều bị thiệt mạng trong cuộc tấn công đó ngoại trừ Brook, do ông ăn trái ác quỷ Yomi Yomi giúp ông có khả năng bất tử. Từ năm 1496 cho đến năm 1499, nhóm cướp biển của Roger bắt đầu ra khơi với thuyền trưởng là Goldie Roger. Trên thuyền của Roger đã thu thập được những thành viên rất giỏi, mà nhắc đến tên nào thì chúng ta cũng cảm thấy quen thuộc, ví dụ như thánh chém gió Buggy, Shank tóc đỏ, Silver Rayleigh, Scopper Gabin, Krokasu và người được tiết lộ là mạnh ngang ngửa Rayleigh trong phần movie mới nhất, đó là Douglas Bullet. Cả nhóm hải tặc đã đi hết Grand Line và thậm chí là còn tìm ra được kho báu One Piece. Roger và nhóm cướp biển của ông đã dừng chân tại đảo Raphael. Tại đó, Roger đã biết về kỷ nguyên khuyết cùng với những bí mật bẩn thỉu mà chính phủ thế giới đang tìm cách che giấu. Biết bản thân mình sắp chết bởi bệnh tật, băng của Roger đã tan rã. Một thời gian sau đó, Roger đã tự giao nộp mình cho chính phủ. Năm 1500, Roger bị xét xử tại Launchtown. Trước khi chết thì Roger đã để lại lời chăn trối cuối cùng về One Piece, mở ra thời đại hải tặc khiến cho chính phủ thế giới phải đau đầu. Để ngăn họa sau này,
chính phủ thế giới bắt đầu công cuộc tìm ra những người thân của Roger để giết. Vợ của Roger là Pocus D. Roach bị chính phủ nhắm đến. Trong thời gian đó, cô đang có trong mình đứa con của Roger là Ace. Cô buộc phải giữ đứa con trong bụng trong suốt 20 tháng trong thời gian chạy trốn. Trong cùng thời gian đó, tại Water 7, một người thợ tàu có tên là Tom đã bị xét xử vì ông là người làm ra tàu Roger Oro Jackson. Năm 1502, hòn đảo O'Hara bị chính phủ thế giới nhắm đến và muốn tiêu diệt cả hòn đảo vì lý do các học giả trên đảo đang nghiên cứu thế kỷ trống và họ cũng đang cố gắng dịch các tấm Poneglyphs. Cả hòn đảo bị hủy diệt, người dân và tư liệu đều bị xóa sạch, trừ duy nhất một đứa trẻ được tha mạng, đó là Nico Robin, khi đó mới chỉ 8 tuổi. Cô trốn thoát khỏi đảo nhờ có sự trợ giúp của hải quân Kuzan. Năm 1504, Belmere, một hải quân trong trận chiến đấu đối đầu với hải tặc, đã vô tình nhặt được hai đứa trẻ mồ côi, đó chính là Nami và Nojiko. Cô nhận đôi hai đứa trẻ như con mình và chuyển đến làng Kokuyashi tại East Blue. Năm 1511, Shanh tóc đỏ đã đến làng Windmill và lưu lại đó một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, Shanh đã làm quen với cậu nhóc Luffy và đã đặt móng ước mơ làm hải tặc trong lòng cậu bé này. Một năm sau đó, Shanh cùng với nhóm hải tặc của mình quay lại làng Windmill. Trong lần lưu lại này, Shanh có mang theo một loại trái ác quỷ nhưng vô tình lại bị cậu nhóc Luffy ăn mất. Sự thật là tớ thấy Shanh thậm chí còn không quá tức giận khi Luffy ăn trái ác quỷ của mình. Shanh chỉ lo lắng và cảnh báo Luffy rằng sau khi ăn trái ác quỷ, cậu bé sẽ không thể ra biển được nữa. Vậy là ước mơ làm hải tặc của Luffy đã bị thêm một rào cản. Trái ác quỷ mà Luffy ăn là trái Gomu Gomu no Mi, có thể tạm dịch là trái cao su. Sau khi ăn trái ác quỷ, Luffy mất khả năng bơi lội và bị yếu đi khi ném xuống nước biển. Nhưng cậu nhóc cứng đầu lại đi cà khịa một nhóm cướp biển khác khi chúng ném cậu xuống biển. Shanh đã phải nhảy cứu xuống Luffy và hy sinh một cánh tay của mình vì cậu nhóc. Từ đó, Luffy dạo dực ước mơ trở thành hải tặc hơn bao giờ hết. Nhận ra sự nhiệt huyết của cậu nhóc, Shanh đã để lại cho Luffy chiếc mũ rơm và từ đó, Shanh đã tiếp lửa cho thế hệ hải tặc tiếp theo. Luffy thề rằng cậu sẽ trở thành vua hải tặc, nhưng trước khi ước mơ của cậu thành hiện thực thì cậu phải ăn hành dưới tay của ông cậu đã. Ông nội của Luffy là Monkey D. Garp. Ông được coi là anh hùng hải quân khi ông phá tan được băng hải tặc huyền thoại Rocks. Ông vừa là ông nội của Luffy và cũng là ông nuôi của Ace do lời nhắn cuối cùng khi Roger nhờ cậy ông trước khi bị đưa lên xét xử. Ông luôn khao khát Luffy và Ace sẽ trở thành những hải quân thật mạnh mẽ. Để có thể rèn Luffy và Ace trước mọi khó khăn, ông ném hai thằng nhóc lên rừng ở và nhờ Dadan, một sơn tặc gần đó, chăm sóc cho hai cậu nhóc. Luffy đã có khoảng thời gian gắn bó với nhóm sơn tặc của Dadan và quan trọng hơn hết là cậu đã gặp được những người anh trai, đó là Ace và Sabo. Cả ba đã thề rằng mai sau sẽ ra khơi và trở thành những người đàn ông của biển cả. Sau đó khoảng thời gian, Sabo bị bố mẹ bắt về và không cho giao du với nhóm Luffy nữa. Vì gia đình cậu không thuộc tầng lớp quý tộc, Sabo quyết định bỏ nhà ra đi và ra khơi trước Ace và Luffy. Chỉ tiếc là khi mới ra khơi, cậu đã bị tấn công bởi một thiên long chỉ vì một lý do nhảm nhí, đó là cậu dám đi thuyền trên cùng một biển với hắn. Hắn coi cậu như một con rán và chỉ với một phát đạn, Sabo suýt chút nữa mất mạng. Nhưng thật may sau đó, bố của Luffy, người đứng đầu quân cách mạng, đối đầu với chính phủ thế giới và thiên long, Monkey D. Dragon đã cứu Sabo và nuôi dạy cậu nhóc trở thành cánh tay phải của ông. Lúc này, Sabo đã bị mất trí nhớ. Cũng năm 1511, cậu nhóc có tên là Sanji trốn khỏi gia đình vô nhân tính của mình và chạy lên một nhà hàng hải tặc tên Orbit để làm việc. Năm 1513, người đứng đầu nhà hàng trên biển Orbit có tên là Zeff. Nhà hàng của ông bất ngờ bị tấn công. Zeff và Sanji đã bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang trong vòng 85 ngày. Lúc đó, ông đưa cho Sanji một túi lương thực nhỏ, còn ông thì giữ một túi thật to. Sanji thấy vậy đã ghét ông và cho rằng ông chỉ lo cho sự sống chết của mình. Nhưng sau này, cậu mới phát hiện ra rằng số lương thực mà Zeff đưa cho cậu chính là số lương thực duy nhất, còn túi to mà ông giữ trong đó chỉ toàn là kho báu và vàng bạc, vì ông muốn mình sẽ xây dựng lại nhà hàng một lần nữa. Vậy trong vòng 85 ngày đó, Zeff ăn gì để sống? Chi tiết này đã được thay đổi trong anime, rằng ông đã nhịn đói 85 ngày cùng với một cái chân cụt. Nhưng trong bản gốc được chiếu trong liên hoan phim Oscar thì Zeff đã phải tự ăn một cái chân của mình để sống sót trong 85 ngày. Chi tiết này tuy nghe hơi rùng rợn nhưng chính chi tiết này đã khiến Zeff trở thành một người đàn ông kiên cường đến mức nào. Quả thật là không sai khi Sanji trân trọng người đàn ông này hơn cả bố ruột của mình. Cũng trong khoảng thời gian này, Zoro, một cậu nhóc đang học kiếm, đã hứa với người bạn thơ ấu của mình là Kuenai rằng cậu sẽ trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Kuenai sau đó đã chết do bị trượt cầu thang. Năm 1514, một nhóm người cá với kẻ cầm đầu là Along bắt đầu trồi lên mặt đất để bành trướng. Ngôi làng đầu tiên rơi vào tầm ngắm của hắn chính là ngôi làng Kokoyashi, nơi mà Nami cùng với gia đình mình sinh sống. Hắn đã giết chết mẹ của Nami là Belmere vì cho rằng cô không trung thành với hắn. Để có thể tiếp tục tồn tại và cứu người dân nơi đây, Nami đã làm tay sai cho Along và hắn hứa nếu cô trả tiền đầy đủ cho hắn thì cô sẽ chuộc lại được làng.
Năm 1516, Dr. Hiriluku đã gặp một chú tuần lộc có mũi màu xanh và biết nói tiếng người do chú đã ăn phải trái ác quỷ Hitohito no Mi. Chú tuần lộc của chúng ta có tên là Tony Tony Chopper. Chú bị cả đàn tách biệt vì những đặc điểm khác lạ của mình. Và vì thương cậu nhóc tuần lộc, Doctor đã đưa Chopper về làm học sự của mình. Cùng năm đó, Elno đã mang một đội quân của mình lên Skypia nhằm chiếm đóng vùng đất này. Tại đây, hắn đã đánh bại Genfor và tự xưng mình là thành Elno, cùng với trái ác quỷ Korokoro no Mi thuộc hệ Logia và Haki. Quan sát diện rộng, hắn dễ dàng thâu tóm cả vùng đất này. Có một sự thật khá là thú vị là tạo hình của hắn được Oda dựa vào thánh bắn rap Eminem. Năm 1517, thánh nổ Usopp đã lập ra nhóm hải tặc của mình với hàng trăm thuyền viên. Thì nổ tí cho vui ấy mà. Cùng năm đó, CP9 thuộc chính phủ thế giới được giao nhiệm vụ tối mật tại Water 7. Họ phải cải trang thành người sửa tàu với mục đích đi tìm bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton. Năm 1518, Nico Robin tham gia tổ chức Crocodile với tư cách là kẻ cầm đầu thứ hai. Để đảm bảo cho bản thiết kế của vũ khí Pluton, Iceberg đã đưa bản thiết kế Pluton cho Frankie. Năm 1519, Ace đã đủ 17 tuổi để ra khơi. Cậu rời ngôi làng và chính thức trên con đường trở thành hải tặc. Năm 1520, Ace đã gặp một người đàn ông có tên là Mark Deuce. Cả hai đã vô tình tìm ra trái ác quỷ Mera Mera no Mi. Vì nghĩ đơn giản, trái này có thể ăn được, cả hai đã chia nhau ăn và Ace là người ăn trước đã sở hữu được khả năng điều khiển hệ lửa Logia. Còn người đàn ông kia chỉ đơn giản là được thưởng thức một loại quả có vị rất tệ. Cả hai làm ra băng hải tặc có tên là Spade với khao khát muốn được đến tân thế giới và đánh bại tứ hoàng. Trong đó mục tiêu đầu tiên của Ace là đánh bại được bố già dâu trắng. Trong thời gian phiêu lưu, Ace vì tò mò về tình hình của Luffy nên đã đến tìm Shanks tóc đỏ. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ và Shanks rất quý Ace. Sau đó, Ace đã chạm trán với Jinbei, một người cá rất tôn trọng dâu trắng và cái tư tưởng của Ace. Cả hai đã có một cuộc chiến không phân thắng bại cho đến khi cùng nhau kiệt sức và ngã xuống. Ngay lúc đó, dâu trắng xuất hiện, nhưng thay vì giết Ace, ông đã đưa ra lời đề nghị Ace trở thành thuyền viên của băng dâu trắng. Tất nhiên là Ace không đồng ý, nhưng ông ép Ace phải lên thuyền Moby Dick, thuyền chính của băng dâu trắng. Sau khi lên thuyền, Ace luôn tìm cách giết dâu trắng. Tuy nhiên, Ace không thể nào giết được ông mà còn bị khuất phục trước người hải tặc vĩ đại này, để rồi Ace chấp nhận chính thức trở thành thành viên trong đại gia đình của người bố già vĩ đại dâu trắng. Năm 1522, băng hải tặc dâu trắng xuất hiện một kẻ phản bội. Hắn là thuyền viên của nhóm hải tặc thứ tư thuộc băng dâu trắng với đội trưởng là Thatch. Hắn đã giết Thatch, phản bội cả băng và ăn cắp trái Yami Yami, tạm dịch là trái bóng đêm và bỏ đi. Ace được giao nhiệm vụ bắt hắn về chịu tội. Cũng tại năm đó, Luffy đã đủ tuổi để ra khơi và chính thức bắt đầu cuộc hành trình của mình để trở thành vua hải tặc. Bây giờ thì tớ sẽ tạm dừng timeline ở đây và sẽ tiếp tục vào phần sau. Các cậu thấy sao về phần timeline này? Tớ đã giản lược đi một vài chi tiết chưa được xác nhận bởi Oda. Nếu các cậu còn thấy thiếu sót thì đừng quên comment phía bên dưới. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Way to Way Anime để chúng tớ có thêm động lực trong những video lần tới nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to Way out.